Hòa Minzy cầu cứu vì gặp triệu chứng nghiêm trọng hậu Covid-19. Tình trạng đáng quan ngại về sức khỏe hậu Covid-19 của Hòa Minzy khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Mới đây trên trang cá nhân, Hòa Minzy bất ngờ đăng đàn xin cách hướng dẫn trị mụn viêm hậu Covid-19 từ hội chị em có kinh nghiệm. Cứu SOS, nói chứ em ngại quá mà hỏi thật các chị đẹp có ai bị Covid xong lưng lên toàn mụn viêm như bánh đa cháy không ạ? Mọi người giới thiệu cho em địa chỉ spa uy tín chữa khỏi 100% cái lưng cho em với ạ. 2-3 tháng qua em không mặc được váy hở lưng, Hòa Minzy viết. Theo giọng ca không thể bên nhau suốt kiếp, sau khi khỏi Covid-19 cô bị nổi mụn viêm như bánh đa cháy trên lưng. Dù đã qua 2-3 tháng nhưng các nốt mụn này không những không suy giảm mà lại có khuynh hướng trầm trọng hơn. Đây chính là lý do vì sao mà một ca sĩ đang hướng tới hình ảnh trưởng thành quyến rũ như Hòa Minzy lại ăn mặc kín cổng cao tường trong thời gian gần đây. Chưa hết, Hòa Minzy còn lo lắng người khác sẽ nhầm tưởng những nốt mụn viêm là họa tiết áo nếu cô mặc bikini đi tắm biển trong mùa hè này. Muốn đi tắm biển mặc bikini mà sợ mọi người nghĩ đó là họa tiết áo. Dưới phần bình luận, nhiều người từng bị hoặc đang bị mọc mụn viêm hậu Covid-19 đã để lại hướng dẫn, đồng thời khuyên nữ ca sĩ không nên lo lắng vì đây chỉ là một trong những di chứng hậu Covid và sẽ nhanh chóng khỏi trong thời gian ngắn khi được điều trị đúng cách. Một số bình luận của cư dân mạng, bác sĩ da liễu họ cho thuốc bôi hơn một tuần là hết, chỉ những người da dễ kích ứng và viêm da cơ địa mới khó trị thôi, còn da bình thường thì từ 10 đến 20 ngày là khỏi hoàn toàn. Chị ơi, ra spa lăng kim bôi thuốc là hết ạ, em có làm rồi, hiệu quả lắm. Được biết, đây không phải lần đầu tiên Hòa Minzy chia sẻ về di chứng hậu Covid-19. Trước đó, nữ ca sĩ từng chia sẻ việc bản thân gặp di chứng hụt hơi. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết giọng hát của mình đã bị ảnh hưởng khá nhiều bởi những di chứng hậu Covid. Hậu Covid là những màn hát hụt hơi lên không tới nốt và thở gấp sau nốt cao. Hòa Minzy chia sẻ, ngay sau bài đăng, những người hâm mộ đã vô cùng lo lắng cho sức khỏe cũng như sự nghiệp ca hát của nữ ca sĩ. Thực tế, những ca khúc của Hòa Minzy đều là những ca khúc đòi hỏi nốt cao và nhiều kỹ thuật. Tuy nhiên, với tình trạng hụt hơi và thở gấp mà nữ ca sĩ đang gặp phải, Hòa Minzy sẽ khó có thể biểu diễn tốt được như trước. Đây cũng là tình trạng chung mà nhiều ca sĩ hiện nay gặp phải sau khi mắc Covid-19. Mặc dù đã khỏi bệnh, nhưng giọng hát của các ca sĩ như Tóc Tiên, Eric đều bị ảnh hưởng khá nhiều. Nguyên nhân được đưa ra là do Covid-19 là căn bệnh ảnh hưởng trực tiếp tới hệ hô hấp. Điều này gây ra nhiều khó khăn cho các nghệ sĩ khi cố gắng ổn định giọng hát của mình khi biểu diễn trực tiếp. Không chỉ bị ảnh hưởng bởi hậu Covid, Hòa Minzy còn từng khiến khán giả thương cảm hậu sau sinh. Cô từng mạnh dạn công khai những hình ảnh bụng đầy vết rạn chằng chịt, thậm chí thâm đen sau khi sinh con. Nữ ca sĩ còn cho biết bản thân bị rạn da rất nặng trong lúc mang thai, nên sau 2 năm chỉ giảm đi phần nào chứ không mất hẳn. Hòa Minzy đã thử đủ loại thuốc bôi từ đắt tới rẻ trị rạn nhưng không hiệu quả. Cũng chính vì lý do này, Hòa Minzy không dám nhận quảng cáo về thuốc bôi chữa rạn da sau sinh. Tuy nhiên, cô vẫn bày tỏ niềm hạnh phúc vì điều trên. Mẹ hạnh phúc khi có bo, mẹ hạnh phúc luôn với những vết rạn chằng chịt đầy bụng, tự tin lên nào các mẹ bỉm. Đầu năm 2022, Hòa Minzy khiến nhiều người nuối tiếc khi thông báo đường ai nấy đi với bạn trai thiếu gia Minh Hải sau 5 năm hẹn hò. Cả hai đã có con chung là bé bo rất đáng yêu, khấu khỉnh và thông minh. Sau đổ vỡ, giọng ca không thể cùng nhau suốt kiếp, cũng đã quay trở lại với công việc, còn bạn trai cũ vẫn đang công tác ở Úc. Nhiều người hâm mộ mong Hòa Minzy sẽ sớm lấy lại được cân bằng và tìm được sự bình yên trong cuộc sống.